Như Thanh và Tấn Phước xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Và chương trình ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2024 sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ phê duyệt điều chỉnh dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành. Quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số. Sự thật về hiện tượng hố đất cháy giữa đồng ở Sóc Trăng. Số quá góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành. Phạm vi điều chỉnh của dự án gồm đất xây dựng sân bay là 5.000 ha, đất xây dựng khu tái định cư Lộc An Bình Sơn gần 285 ha, đất xây dựng một phần phân khu 3, khu tái định cư Bình Sơn hơn 80 ha và đất tái lập hạ tầng ngoài ranh giới sân bay hơn 30 ha. Về tổng mức đầu tư, quyết định điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư từ gần 23.000 tỷ đồng xuống còn hơn 19.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư là rất lớn với gần 16.000 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các cơ quan trực thuộc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam. Theo đó, thì Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án 6 chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, rà soát tính toán kỹ lưỡng chi phí đầu tư thiết kế, kiến trúc tổng thể hệ thống giám sát, điều hành giao thông. Chủ đầu tư các dự án thành phần phải khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định. Trong đó, hệ thống giám sát điều hành giao thông phải đảm bảo hoàn thành đồng bộ với dự án khi đưa vào khai thác. Ngành thuế và hải quan đã khoanh gần 30.000 tỷ và xóa hơn 8.700 tỷ đồng nợ thuế chậm nộp cho hơn 1 triệu trường hợp không còn khả năng trả cho ngân sách. Thông tin này được đề cập trong báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94. Nghị quyết này được Quốc hội ban hành vào tháng 11 năm 2019. Quy định về khoanh xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 với người không còn khả năng nộp vào ngân sách. Số nợ cơ quan quản lý khoanh cho cá nhân, hộ gia đình kinh doanh là hơn 2.270 tỷ đồng. Quản lý tuân thủ thuế là phương thức quản lý thuế hiện đại, giúp cho cơ quan thuế sử dụng nguồn lực có hạn trước bối cảnh số người nộp thuế ngày càng tăng. Quy mô hoạt động lớn, tính chất hoạt động ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro về thuế. Thông tin này được đại diện ngành thuế nhấn mạnh tại hội thảo quản lý tuân thủ thuế trong ngành kinh tế số do Tổng cục Thuế vừa tổ chức. Hiện cả nước có gần 1 triệu doanh nghiệp, hơn 3 triệu hộ kinh doanh và 27 triệu cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cùng với chủ trương đẩy mạnh hội nhập, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh tại Việt Nam. Việc quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số gặp nhiều khó khăn hơn so với nền kinh tế truyền thống. Các giao dịch diễn ra trên môi trường mạng thông qua các nền tảng số khiến cho việc theo dõi, kiểm soát và quản lý trở nên khó khăn hơn. Do vậy, việc áp dụng quản lý rủi ro tuân thủ là cần thiết đối với cơ quan thuế. Theo Tổng cục Thuế, việc triển khai áp dụng quản lý rủi ro tuân thủ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi xây dựng được một hành lang pháp lý vững chắc, xây dựng được cơ sở dữ liệu đảm bảo tính chính xác đầy đủ và kịp thời, xây dựng được bộ chỉ số tiêu chí đảm bảo nhận diện được các dấu hiệu rủi ro đầy đủ và phải thực hiện trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu lớn tự động. Thưa quý vị, báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết là đến hết tháng 2, dư nợ kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 20.700 tỷ so với cuối năm ngoái. So với cuối năm 2023, thì tổng dư nợ kinh doanh bất động sản tăng gần 2%, trong đó vốn vào mảng cho vay làm dự án khu công nghiệp, khách sạn tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng trong 2 tháng. Riêng tín dụng cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản khác tăng hơn 5%, lên gần 365.770 tỷ đồng. Vào chiều qua tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của ngành tháng 4 năm 2024. Sau một tháng kể từ thời điểm ngày 15 tháng 4, hạn cuối để các SIM đang khóa một chiều, có dấu hiệu kích hoạt sẵn, phải chuyển trạng thái về SIM không có thông tin thuê bao.
Tại họp báo, đại diện Cục Viễn thông cho biết là theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông di động, hiện khoảng 6 triệu SIM thuộc nhóm này đã tuân thủ theo đúng quy định, không có thông tin thuê bao, muốn phát triển mới phải đăng ký đầy đủ thông tin. Để hạn chế tình trạng cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, bên cạnh công tác xử lý SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông còn triển khai đồng bộ các giải pháp về chính sách, hành chính, kỹ thuật, trong đó có cấp tên định danh cho các cuộc gọi của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Những ngày qua thì nhiều người tại Sóc Trăng và các tỉnh khác nghe tin hiện tượng lạ, đó chính là hố đất cháy giữa đồng tại ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú của tỉnh Sóc Trăng đã đổ xô về xem. Chứng kiến hình ảnh một hố rộng 50 cho đến 70 cm ở giữa ruộng sôi khí, khi bắt lửa thì sẽ cháy. Theo các nhà khoa học thì đây là hiện tượng tự nhiên xuất hiện nhiều nơi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lý Thon, chủ mảnh ruộng hiện tượng lạ cho biết, năm 2002 ông cất nhà định cư và khoan giếng lấy nước sử dụng. Khi khoan xong thì xuất hiện khí bốc lên nên đã báo cơ quan chức năng khảo sát và xác định là túi khí metan. Khoảng 4 năm sau, ông Thon đã dời nhà lắp giếng lại. Do quá trình ủi đất ra để canh tác lúa đã làm cho giếng khoan lộ ra bên ngoài nên mới có hiện tượng sôi khí, làm mọi người hiếu kỳ đến xem. Theo các nhà khoa học, đây là hiện tượng tự nhiên có rất nhiều ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trên thế giới. Nguyên nhân trong đất có xác mã hữu cơ phân hủy trong điều kiện yếm khí sẽ hình thành khí metan. Một số khu vực có lượng xác mã hữu cơ nhiều tích tụ thành túi khí trong lòng đất. Khí này có thể đốt cháy. Bộ Y tế vừa công bố cấp mới gia hạn số đăng ký hơn 500 thuốc biệt dược phục vụ đấu thầu điều trị. Trong số hơn 500 thuốc biệt dược gốc cấp mới gia hạn số đăng ký lưu hành lần này thì có 414 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành trong thời gian là 5 năm, 409 thuốc và 3 năm là 5 loại thuốc. Có 68 biệt dược gốc được công bố, 28 thuốc nguyên liệu làm thuốc của có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định. Từ đầu năm 2024 đến nay, thì Bộ Y tế đã cấp mới, gia hạn hàng ngàn thuốc, hàng trăm biệt dược để phục vụ đấu thầu, phòng chống dịch, điều trị bệnh. Vào hôm qua, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận bảo vật quốc gia đối với Mộc Bản Chùa Dâu và Khai hội Chùa Dâu năm 2024. Lễ hội Chùa Dâu năm 2024 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 với các nghi thức tế lễ truyền thống cùng với các hoạt động phần hội. Bản mộc Chùa Dâu được san khắc vào thời Lê Trung Hưng và Tây Sơn, kéo dài đến thời Nguyễn. Chữ khắc trên mộc bản đều là chữ Hán cổ, chữ Nôm và được khắc ngược, tức âm bản. Các dáng in được khắc kiểu chữ chân phương dễ đọc, đường nét mềm mại, có tính thẩm mỹ cao. Mộc bản Chùa Dâu có nhiều giá trị, gồm giá trị lịch sử, giá trị về phương diện Phật giáo, giá trị về ngôn ngữ, giá trị về nghệ thuật thư pháp. Đặc biệt, mộc bản Chùa Dâu còn có giá trị cao về mộc bản học và có hình thức tạo tác độc đáo. Việc công nhận bảo vật quốc gia là một căn cứ pháp lý quan trọng, thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học nghệ thuật, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để bảo tồn và phát huy giá trị bảo vật lâu dài, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ người dân. Và bên cạnh đó thì cũng làm sáng tỏ lịch sử, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, bắt nhịp xu thế phát triển, đón đầu xu hướng du lịch thông minh, tại nhiều khu di tích lịch sử, công trình văn hóa tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã được số hóa, làm phong phú thêm các điểm đến, góp phần nâng cao công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Với việc cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh, du khách khi đến tham quan tại khu di tích lịch sử này có thể tự chép mã QR code để nghe và xem thuyết minh tự động ở mỗi hạng mục hiện vật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ngoài ra, đối với những du khách đi du lịch một mình, đặc biệt là du khách quốc tế, Ban quản lý khu di tích cũng trang bị và hỗ trợ cho du khách sử dụng hệ thống máy thuyết minh cầm tay. Du khách có thể thoải mái tham quan, tìm hiểu di tích mà không cần hướng dẫn viên đi kèm. Tôi thấy chiếc máy này rất tiện vì khi đi tham quan quanh khu di tích, tôi có thể nghe chiếc máy giới thiệu về khu di tích bằng tiếng Anh. Thay vì chỉ đọc thông tin ở trên các tấm biển giới thiệu, thì chiếc máy giúp tôi có thể nghe thêm nhiều thông tin về khu di tích.
Vừa qua thì khu di tích cũng đã đưa vào hoạt động cái hệ thống thuyết minh tự động. Với cái hệ thống thuyết minh tự động này thì du khách đến đây không chỉ là được nghe thuyết minh hướng dẫn trực tiếp, mà du khách còn có thể quét mã QR để về mình có thể tìm hiểu và nghiên cứu thêm những cái thông tin về lịch sử. Đến với khu lưu niệm giáo sư diện sĩ Trần Đại Nghĩa tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, du khách chỉ cần quét mã ở các điểm trưng bày thì có thể truy cập vào hệ thống, tìm hiểu thông tin lịch sử của từng hiện vật gắn với cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của giáo sư diện sĩ Trần Đại Nghĩa. Công nghệ quét mã 3D và dịch vụ web app tương tác 3D 360 giúp số hóa những hiện vật thực tế thành những hình ảnh chân thật, trực quan, tạo thành tổ hợp hình ảnh không gian 3 chiều, giúp tăng tính chân thật cho người xem. Riêng trung tâm tích hợp thì nói chung là nó cũng góp phần làm cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, người tham quan có thể đến đây và giống như là mình dễ dàng truy cập hoặc là tìm hiểu thông tin về một cái vấn đề đó được dễ dàng, nhanh chóng hơn. Với việc ra mắt các ứng dụng thông minh hỗ trợ thuyết minh, hình ảnh, video trực quan, sinh động, gắn liền tại các điểm di tích, không chỉ giúp du khách tương tác trên không gian số, mà còn góp phần tạo điểm nhấn ấn tượng, tăng tính hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.